phát hiện vợ chồng Tất Thắng lén lút chuyển Trâm Anh sang trường mẫu giáo quốc tế mà giấu mình, mẹ chồng nổi trận lôi đình. Để xoa dịu mẹ, Tấn Lộc nhận hết trách nhiệm về mình. Anh nhận lỗi do mình mải lo cho mấy game nên dù vợ đã dặn dò trước đó, nhưng lại quên nói với mẹ. Sau khi hạ hỏa, mẹ chồng Tất Thắng lại phấn khích đòi cô đẻ thêm đứa nữa và hứa sẽ giúp cô chăm sóc. Thậm chí để con dâu đồng ý đẻ thêm, mẹ chồng còn nói sẽ tự nguyện trở thành ô sin, cơm bưng nước rót. Tất Thắng nghe vậy thì nhất quyết phản đối. Cô trách mẹ chồng quá nuông chiều như vậy sẽ khiến các cháu thiếu tự lập. Thấy tình hình căng thẳng, bố chồng Tất Thắng đành phải dùng kế giả bệnh để kết thúc cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu này. Hôm sau, Tất Thắng hí hửng mua bộ sách mới tặng con gái nhưng trái ngược với mong đợi của cô, Trâm Anh không những không hào hứng mà thẳng tay hất hết đống sách mới xuống đất. Cô bé còn luôn miệng kêu, mẹ là phù thủy đang đầu độc công chúa khiến ngọn núi lửa Tất Thắng phun trào. Cô cho con biết mình đã phải vất vả thế nào để lên kế hoạch học cho con, vậy mà cô bé lại ăn nói hỗn hào như vậy. Tấn Lộc thấy con bị mắng thì một mực bênh vực, anh cho rằng con còn bé chưa biết suy nghĩ nên lỡ lời. Hôm sau, Tất Thắng đưa Trâm Anh đến trường nhưng cô bé nhất quyết không chịu vào học. Sau khi được cô giáo ra dỗ dành, Trâm Anh cũng ngoan ngoãn vào lớp, nhưng cô bé không thể hòa đồng với mọi người do rào cản ngôn ngữ với giáo viên. Giữa buổi học, Trâm Anh bỏ chạy khỏi lớp. Sau khi được gặp một giáo viên người Việt, Trâm Anh mới tâm sự cô bé không thích cô giáo vì thấy cô giống mẹ mình, thấy mình ngã mà không đỡ. Cô bé còn đòi cô giáo nói chuyện với mẹ để cho mình về học ở trường cũ. Về phần Tất Thắng, ở công ty, cô được chị Nương cảnh báo về kế hoạch truyền thông với kinh phí khủng mà Emma đưa ra. Nếu được duyệt thì đây sẽ là chiến dịch muốn nhiều tiền nhất từ trước tới giờ. Về đến nhà, Tất Thắng lại tiếp tục cuộc đua học số với Trâm Anh, mặc cô ra sức dạy, Trâm Anh vẫn không tài nào thuộc được mặt số. Thấy vợ sắp bùng nổ, Tấn Lộc lại lật đật chạy vào giải vây cho con. Hôm sau, Tất Thắng yên tâm giao con cho chồng để tăng ca, cứ nghĩ Tấn Lộc đang chăm chỉ dạy con học, thì hóa ra anh chàng đã lại đẩy con sang nhà ông bà, còn bản thân thì thay con làm hết đống bài tập vợ giao. Ở nhà ông bà nội, Trâm Anh được cô hai cho trang điểm xinh đẹp rồi livestream đập hộp hàng hiệu cùng mình. Có lẽ Kim Ngân cũng không biết việc làm này lại khiến Tất Thắng điêu đứng ở công ty. Để phản bác lại ý kiến của Tất Thắng trong cuộc họp, Emma đã dùng chính hình ảnh Trâm Anh livestream đập hộp để nêu ý kiến. Emma còn nhân tiện châm chọc Tất Thắng là Trâm Anh xinh như vậy, nhà còn khá giả, sau này chắc không cần học hành cực khổ mà sẽ có đại gia dước. Sau cuộc họp, Tất Thắng tức tối đến nhà bố mẹ chồng, sồng sộc kéo con gái về. Tại đây cô không giữ nổi bình tĩnh nên quát mắng chị chồng làm gương xấu cho con cô, ăn diện, xe xua đập hộp, bảo sao sau này không hỗn. Lại một lần nữa xích mích giữa hai người bạn thân lâu năm Tất Thắng, Kim Ngân bùng lên do bất đồng quan điểm trong việc dạy Trâm Anh. Sau nhiều chuyện xảy ra, Tất Thắng càng thêm quyết tâm cho con vào học trường quốc tế tốt nhất. Cô tiếp tục đưa Trâm Anh đến trung tâm năng khiếu, nhưng lại lần nữa khóc thét vì Trâm Anh vẽ gà hóa quốc. Điều duy nhất an ủi được Tất Thắng đó là Trâm Anh đã dần quen với trường mới. Cô bé còn hào hứng kể với mẹ những chuyện ở lớp, như có thầy giáo mới hay cô bé đã bắt đầu hiểu được một số câu mà giáo viên nói. Ở công ty, Tất Thắng bị giám đốc trách mắng do không đọc mail, nên đã làm mất một hợp đồng của công ty. Cô giải thích là lúc đó quá muộn, cô đi ngủ nên không check email và check Emma nếu có việc gấp, thì đáng lẽ phải gọi điện thay vì gửi mail vào lúc khuya như vậy. Giám đốc không những không thông cảm mà càng ngày càng mất thiện cảm với Tất Thắng. Đúng lúc này, một lần nữa Emma lại xuất hiện ngay khi nguy cấp giải quyết đống lộn xộn, giúp công ty cứu lại hợp đồng, mà Tất Thắng vừa vụt mất khiến giám đốc lại càng coi trọng cô. Chưa hết tiền đình với những drama trốn công sở, ở nhà Tất Thắng cũng không được nghỉ ngơi. Cô cảm thấy bất lực khi dạy mãi mà Trâm Anh vẫn không thuộc được các con số. Cô bé thậm chí còn lôi các nhân vật hoạt hình ra thắc mắc khiến Tất Thắng giận, đến mức đấm tường. Trái ngược với vợ, Tấn Lộc cực kỳ chiều công chúa Trâm Anh. Người cha thiên sứ cũng vô cùng dịu dàng khi luôn biết tìm cách dỗ ngọt con học giúp vợ và kiềm chế cơn nóng giận của Tất Thắng. Mặc dù không ưa Emma nhưng Tất Thắng vẫn giữ một trái tim thánh thiện. Cô bàng hoàng khi thấy đồng nghiệp khác định hại Emma nên đã nhanh chóng ngăn lại. Nhưng liệu lòng tốt của Tất Thắng có khiến cô bị hãm hại khi có người đã quay lại cảnh cô đang nhặt những chiếc đinh?